mà mới anh chị ơi, anh chị gần xa mà có nhu cầu mà xài cái thịt bò mẹ con, bò bê cạo, bò đực cứ alo trực tiếp bên trại anh chị. Thì bò đực em về và thịt rất là đông anh chị. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp bên trại em anh chị ơi. Đây, bê cạo hàng rất là đông ha. Bữa nay em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai á. Bình Thuận, Phan Thiết, Đà Lạt anh chị. Em đang có chuyến xe về Bình Phước anh chị ơi. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu bắt bò số lượng lớn hay chăn nuôi nhỏ lẻ cứ alo trực tiếp bên trại em ha. Đây, rất là đông bò anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mình xài những mẫu bò gì cứ alo trực tiếp bên trại em ha. Mã số 1 anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 1 cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây, em show anh chị là ba con ha. Mã số 1. Cái con đầu tiên là ba bay muối anh chị, em đo từ cái con cu nó lên là tầm khoảng 90 phân trở lên ha. Con bò này là muối cục cục ha anh chị. Đây, bò này hạng bò pin lực ha anh chị. Anh chị thích bò độ, bò mẫu chơi chuyện. Em tiếp tục mã số 2, con đực tháng tầm 7 tháng anh chị. Con này tầm khoảng 1 mét bò trở lên ha. Đây con đực là rất là pin lực anh chị, nó còn chưa gớt bò lông nữa anh chị ơi. Đùi rất là rất là ok ha. Con đực này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 10 triệu anh chị. 10 triệu nhìn coi coi mình cực kỳ ha. Đó, tại vì em không có tắm luôn anh chị ơi. Đây, bây giờ em không có tắm nha. 10 triệu. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 2 cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. 10 triệu anh chị. Bò này chúng bán gì bán bê bê cạo luôn anh chị, chắc bỏ đầu giờ là đủ ký anh chị. Bò này có cả trăm trăm ngoài á, rất là pin ha. Giá 10 triệu, 10 triệu cho mã số 2. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt được kem nuôi cứ alo mẹ nha. Đó, rất là pin anh chị. Con mã số 3 anh chị, số 3. Anh chị nào gần xa mà có nhu cầu các bạn con mã số 3 liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Con mẹ bô cực kỳ đẹp anh chị, sừng rất là đẹp ha, xe mặt xe lưng đều chín anh chị ơi. Con bò này em nói giữa lưng là yếu mét 2 tí anh chị, trên mét 1 yếu mét 2 ha, trái sữa rất là to ha anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp về mã số 3 ha. Hiện tại mẹ con này giá tại chuồng của em là 12 triệu cho mẹ con mã số 3 ha anh chị. Con rất là bóng bò anh chị. Đây, rất là to anh chị. Anh chị thấy hết hồn luôn anh chị. Con mẹ còn khá là mập anh chị. Bò này mình tách riêng ra con mẹ nó tầm khoảng 10 triệu lên anh chị.
Không, con 2 triệu á. Bò này á, có mẹ còn là bao anh chị là 65kg không hết. Rất là đẹp bò ha. Giá tại chuồng của em là 12 triệu cho một con cái. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Bò này xé mặt xé lưng đều chính anh chị. Bò này tầm 2 hoặc 3 lứa anh chị. Đây, con này còn khá là bốc bò ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm em. Đây, em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng nè, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai ha. Em đang có chuyến xe về Kiên Giang anh chị. Kiên Giang, An Giang. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp bên trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Đây, con mẹ còn khá là bóng bò anh chị. Bò này nói chung là cực kỳ mát sữa luôn anh chị ơi. Đây, dính con cái là cực kỳ đẹp ha. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số số 3 alo giùm em ha. Ui là lít phết anh chị. Đây, em quay toàn viện con bò cho anh chị xem ha. Đây, giá tại chuồng của em là 12 triệu cho mẹ con mã số 3. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt alo giùm em ha. 12 triệu cho mẹ con mã số 3 anh chị. Con khá là bóng nha. Con này hiện tại nó đẻ tầm khoảng chừng 20 ngày đổ về anh chị. Nó gớt cái rúng anh chị. Nó gớt cái tim rúng rồi. Nó rất là bóng anh chị. Bóng như là tha mỡ anh chị ơi. Con mẹ là khá là đẹp ha. Bò này là bao lỗ anh chị á. Anh chị nuôi không có đường nào mà lỗ được anh chị. Tết tới rồi. Anh chị nào có muốn nuôi sinh sản hay là chăn nuôi nhỏ lẻ cứ quan tâm bò này giùm em ha. Đây. Đây. Giá tại chuồng của em là 12 triệu. 12 triệu cho mẹ con mã số số 3. Rất là bóng bò anh chị. Cực kỳ luôn bò này á. Nó bóng như là tha mỡ vậy anh chị ơi. Dàn mặt dàn lưng là ok hết anh chị. Đây. Rất là đẹp anh chị. Con này giống như con phấp nhảy phấp lai vậy anh chị. Cái sáng nó chính giữa anh chị. Đó. Giữa cái chỗ giữa cái sừng á. Đây. Rất là bóng bò anh chị. Giống như phấp lai vậy. Mà góc bô anh chị. 12 triệu cho mẹ con mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt alo giùm em. Mẹ con mã số 4 anh chị ơi. Con bò này nó xuống xe nó bị tét cái mép mồi nó tí anh chị, xuống cái xe á. Con mẹ này đẻ tầm khoảng 3 lứa dính con cái đực anh chị. Cực kỳ to ha. Đây, con mẹ này chiều cao là trên 1m1 anh chị, dưới 1m2 ha. Con mẹ này đẻ cũng tầm khoảng 3 lứa anh chị. Đây mẹ con này hiện tại đang bán giá thị trường của em là 13 triệu 8 anh chị. Cho mẹ con mã số 4. Đây, nó gắt xuống cái mồi nè anh chị. Xuống nó lộn mèo quá. Gắt thêm tí ha. 13.8 anh chị, 13.8. Đây. 13.800.000 ha. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt mã số 4 cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Con mẹ này nói chung là cũng hơi cứng cứng bò ha anh chị. Mà nhưng mà trái sữa rất là tốt anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm mã số 4 cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Trái sữa anh chị thấy từ xa là hết hồn anh chị. Em về em chưa kịp tắm cho nên con bò nó không được bóng mấy anh chị. Mày là mẹ bô cho nên cái nó không có được bự cao mấy anh chị, nó lùng liền. Nhưng mà được cái xác nó rất là to anh chị. Giá tài chuồng của em là 13.800.000 cho mẹ con mã số số 4 anh chị, 13.800. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. 13.800 cho mẹ con mã số 4 anh chị. Đây, rất là bự bò anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ alo giùm em ha. Con là lũ tiền hết rồi anh chị ơi. Nói chung là mẹ giờ mình tách ra mình bán cũng được 8 triệu anh chị. Con gái giờ cũng tầm khoảng 6 triệu rưỡi. Bao anh chị lúc nào cũng được hết. Đó. Anh chị thích cái mẫu bò nào cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Giá tại chuồng của em là 13.800.000. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Đây. Đó. Rất là to bò anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số số 4 cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Đã hồng dính cái đuôi trên đó, đuôi lật phết anh chị, nó quắt cái dính bên kia ha đó. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt mã số 4 cứ alo giùm em ha. 13.800.000 cho mẹ con mã số 4. Đây, rất là to anh chị đó. Lưng quai đều hở hết anh chị ơi. Con nè, mẹ bô đẻ ra con rất là đẹp, rất là khá bò anh chị đó. Nghe là lúc nào cũng được 6 triệu rưỡi hết anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em ha. Rất là bự bò anh chị. Đây, con mẹ này ha. Rất là to anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ giùm em ha. 13.800 cho mẹ con mã số 4. Mẹ con mã số 5 anh chị ơi. Mẹ siêu mỏ đen anh chị. Đồ cụ ha. Con bò này tầm 2 lứa bò dính con ngá đực anh chị. Ngá đực nó luồn tháng nó tầm khoảng 3 tháng anh chị ơi. Con bò này là chủ có cấy nọc được tầm khoảng 10 ngày anh chị cấy lại 3B ha. Nếu con nào cấy lại em báo anh chị, con nào không cấy lại không có nói anh chị. Cái này là cũng hên xui anh chị. Có khi em không nói á, có khi nó đậu chữa là rồi cũng bị tình trạng rất là nhiều anh chị.
cũng rất là nhiều anh chị bắt của em á, về cái đẻ không hay á, nó lọt dụng cái chết queo, cho nên là con nào là báo á, em báo cho anh chị biết là nó có chữa hay không, làm cũng hên xui anh chị. Chủ báo em thì em báo lại cho anh chị, còn còn nó không có chữa thì anh chị cấy giùm em ha. Đây mẹ con mã số số 5 anh chị. Đây đây mẹ con mã số 5, mẹ đực anh chị, mã số 5. Mẹ con này hiện tại em đang bán giá tại chuồng của em là 15 triệu anh chị, 15 triệu. Đây cái mặt mày anh chị nghe được nè, như con rấu anh chị ơi, rất là đẹp, khác là khá bò. Con mẹ này chiều cao em đo giữa lưng là yếu mét 2 tí anh chị. Đây con còn đó nè, nó nhát anh chị, rất là bự bò ha, xương móc đứng thẳng gẳng anh chị. 15 triệu cho mẹ con nghe được. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây 15 triệu. Đó rất là to ha anh chị. Đây đây nó bị con bò này nó bị kiến dạng, nó cắn mấy cái mục 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 cái đó anh chị, giống như ve cắn anh chị. Để anh chị nói cái để báo cho anh chị ha, nó ve con mẹ ve quá trời, nó lên con đó, em mới xuống xe luôn anh chị, nó còn dơ con bò ha anh chị. Giá tại chuồng của em là 15 triệu cho mẹ con nghe được. Cô chú anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Rồi em bán giá tại chuồng ha anh chị, 15 triệu. Cô chú gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 alo giùm em. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Con là có sừng ha anh chị, con nghe con là có sừng, mẹ chuỗi con có sừng ha. Đây nó té xuống xe nó dơ quá, em không kịp tắm em quay luôn anh chị ơi, tại vì em về phải trễ á. Giá tại chuồng của em là 15 triệu cho mẹ con ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, nuôi sinh sản hay là nuôi để nái, nuôi giết thịt mình nuôi vẫn có lời bình thường ha anh chị. Em đang có chiếc xe về các tỉnh đó anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ giùm em ha. Đó. Mẹ đứng thẳng gẳng rất là đẹp bò, rất là sạch anh chị. Chỉ 15 triệu cho mẹ con nghe được. Cô chú anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt cái alo trực tiếp giùm Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh Trại Bò Thành Trung, Trại Bò Trà Vinh đó anh chị. Cái số điện thoại bên Trại Bò Trà Vinh của em là 0977922285 anh chị. 0772816004. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp giùm em. Mã số 5, giá tại chuồng của em là 15 triệu cho mẹ con nghe được. Bên này nó dơ, nó hơi xấu anh chị. Nó dơ, nó nhìn thấy hơi xấu á. Mới rớt xe xuống nó còn hơi sình mùng. Em quay luôn anh chị ơi. Đây, chỉ 15 triệu cho mẹ con nghe được anh chị. Mẹ siêu, mẹ siêu mỏ đen, chính nghe được kem, giá 15 triệu. Và mẹ con siêu anh chị, siêu mỏ đen anh chị, dính con được 3B anh chị ơi. Bò này chủ nó không được tắm mấy cho nên bò nó hơi dơ anh chị. Con mẹ chiều cao em đo giữa lưng anh chị là nó trên 1m3 anh chị, yếu 1m4 ha. Trên 1m3 anh chị. Quá trời con bò nó cao luôn anh chị ơi. Đây, trên 1m3 anh chị. Đây, anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm anh chị, dính con nghe được 3B anh chị. Con bò này chủ ký lại được tầm khoảng 1 tháng cho lên anh chị. Bây giờ bò rẻ quá em không có khám anh chị. Cỡ 1 tháng tháng lẻ 5 lẻ 6 ngày á. Cái lại tin 3B luôn anh chị. Mẹ siêu, con nghe được 3B. Hiện tại em đang cái bán giá tại chuồng của em là 20 triệu 500 ngàn anh chị. Cho mẹ con nghe được. Mẹ siêu anh chị. Con này mã số 6 đi anh chị. Em mã số 6 ha. Mẹ con nghe được 3B. Giá tại chuồng của em là 20 năm. Con mẹ là chà bá lửa luôn anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu mình nuôi để nái sinh sản cứ alo trực tiếp giùm em anh chị. Anh chị bắt nhớ nói em đưa miếng giấy anh chị. Giá tại chuồng của em là 20 triệu, 20 triệu 500 ngàn cho mẹ con mã số 6. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho mình ha. Đây rất là to bò ha anh chị, rất là bự. Đây anh chị nào có nhu cầu xài bắt cứ alo mình ha. Đây quá trời to luôn anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu nào bắt mẹ con mã số 6 liên hệ trực tiếp cho mình anh chị. Mẹ siêu dính con được 3B bông ha anh chị. Bò này cấy được ở tầm khoảng 1 tháng lẻ 6 ngày ha anh chị. Anh chị nhớ giùm em ha. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt mẹ con nghe được 3B alo trực tiếp giùm em. Con mẹ này rất là to, rất là dài đòn anh chị. Em phỏng nó không là nó nói chung là tầm khoảng 1m3 trở lên anh chị, nó bự dữ lắm anh chị. Rất là to bò. Anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 3, mẹ con nghe được 3B cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Nó đứng anh chị thấy hết hồn không anh chị, nó bự cản luôn. Rất là to bò ha anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mình bắt á, alo giùm em. Em bắt nguyên lóc này là ba bộ mẹ con lận anh chị. Chung một chủ luôn. Mẹ siêu, mẹ pháp, mẹ xin anh chị. Đó, chúc em kế tiếp tiếp cho anh chị xem ha. Anh chị nào có điều kiện bắt hết về mình nuôi sinh sản anh chị. Giá tại chuồng của em là 20 triệu 500 ngàn cho mẹ con mã số 6 anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương ha anh chị. Đồng Nai, các tỉnh lân cận là em đều có chuyến xe ghép hết anh chị ơi.
tại vì em ghép một số lượng rất là khá là đông đó anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em ha. Đây em đo giữa lưng là trên 1.3 bò anh chị, em đo giữa lưng á là trên 1.3 rồi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mẹ con mã số 6 cứ liên hệ trực tiếp giùm em chị. Tại vì chiều anh quay cái nó ra cái màu vàng vàng vậy anh chị, cái nào cái màu hiện tại của mẹ siêu với anh chị, mẹ con siêu mới được anh chị, xương sóc đứng rất là thẳng anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á alo trực tiếp tìm trại em anh chị. Đây anh chị thích nuôi bò mát sữa á, đây đó. Giá tại chuồng của em là 20.500.000 cho mẹ con mã số 6 anh chị. Em chỉnh chế độ nó sáng lên cho anh chị dễ coi á, cho nên cái màu nó hơi mát hơn chứ ngoài nó hơi đậm hơn tí anh chị. Đây anh chị nhớ đăng ký kênh cho anh, xin nút like với nút đăng ký, nút like, nút chuông anh chị. Mẹ con mã số 7 anh chị ơi. À, mẹ ba mẹ kem anh chị, kem chì dính con kem cái quá trời biên lực anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 7 liên hệ trực tiếp bên em ha. Mẹ cái cực kỳ biên lực anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 7 alo giùm em. Biên anh chị, em mới xuống xe đó là bị ướt anh chị. Mẹ này chiều cao lắm, đôi vỗ lưng là trên 1.2 bò anh chị, dưới 1.3 ha. Con nghe là cực kỳ biên lực anh chị ơi. Hiện tại mẹ con này sinh sản là ok anh chị. Mẹ con này hiện tại có giá tại chuồng của em là 17.800.000 anh chị, 17.800.000 nha cho mẹ con nghe cái. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt mẹ con mã số 7 cứ alo mẹ anh chị. Con nghe giờ cực kỳ biên lực luôn, nhà lưng anh chị cực kỳ to ha, con mẹ rất là to và tàn anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 7 cứ alo trực tiếp giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 17.800.000 anh chị, 17.800.000 cho mẹ con mã số 7. Em đang có chuyến xe về cắt anh chị. Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận này cứ ghép hết anh chị ơi. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt những mẫu bò gì cứ alo trực tiếp giùm em nha. Những mẹ con này là tàn bò lớn, tàn không anh chị, rất là độ ha anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 7 cứ alo giùm em. Đấy sữa rất là tốt anh chị. Con này là giò mẹ dòng 1 anh chị, đẻ con kem dòng 2. Nhưng mà rất là biên lực anh chị, rất là to bò. Em đi qua dòng hết con bò cho anh chị xem ha. Đây, em mới bắt về luôn ha anh chị. Đây dàn sữa rất là tốt anh chị. Con này là tổng cộng là 6 vú luôn anh chị. Đây, rất là bự bò anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt mã số 7 cứ alo giùm em anh chị. Giá tại chuồng của là 17.800.000 cho mẹ con mã số 7. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 7 cứ alo giùm em ha. Đây còn quá trời lên được, đi lực cực kỳ anh chị. Đây. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 7 alo giùm em. Quá trời biên luôn chị ơi, cái dàn mặt này. Còn này xé mặt xé lưng là đều chính hết anh chị. Quá trời bự luôn. Cực kỳ to anh chị. 17.800.000 cho mẹ con mã số 7. Anh chị thích những mẫu bò mà biên lực, mẹ tàng lớn alo mẹ anh chị. Mẹ này chiều cao đo giữa lưng là trên 1.2 bò anh chị, mét tầm khoảng 2 mấy phân anh chị. Chính rồi cái rất là biên ha. Giá tại chuồng em là 17.800.000. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ alo nha em nha. Quá trời to luôn, anh chị thấy không? Cực kỳ bự luôn anh chị. Con là quá trời biên luôn. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt mã số 7 alo giùm em nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh Trại Bò Thành Trung với Trại Bò Trà Vinh đó anh chị. Nhớ cho em xin nút like, nút đăng ký anh chị, để cho anh chị trên video nào anh chị đều biết hết anh chị. Quá trời to luôn anh chị ơi. 17.800.000 cho mẹ con mã số 7. Tục mẹ con mẹ ba bê tơ để một lứa đầu anh chị, dính con ba bê kem cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Con mẹ này em đo giữa lưng chiều cao là trên 1.2 anh chị, dưới 1.3. Cho mẹ con mã số số 8 anh chị. Này mẹ con mã số 8 anh chị ơi. Con bò này cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cái alo mẹ anh chị. Nói chung với các mã em quay chủ rồi bán một lóc bò luôn anh chị, từ 6-7-8 anh chị, 6-7-8. Đây cặp bò này hiện tại em đang bán giá tại chuồng người của em là 20.500.000 anh chị. Con nghe đực ba bê là con đực ba bê kem là cực kỳ đẹp, xương sóc rất là lớn. Con bò này là vô nọc rồi anh chị, chủ vô rồi ha. Con là cực kỳ biên lực luôn, giá 20.500.000. Cô chú anh chị lần xa có nhu cầu bắt cái alo mẹ anh chị. Con bò này chủ vô được có một tháng anh chị, cái lại tinh ba bê luôn anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu mình xài á, cứ alo trực tiếp giùm em. Ba bê tơ để một lứa đầu, con nghe được ba bê kem cực kỳ đẹp anh chị, xem dàn đầu đó anh chị quá biết luôn anh chị ơi. Về em chưa kịp tắm rửa gì hết cho nên em quay nó không được bóng bò hung anh chị, anh chị xem thông cảm nha. Giá tại chuồng của em là 20.500.000 cho mẹ con là 8 anh chị. Đây, quá trời biết con bò luôn anh chị. Cô chú anh chị sinh sản
tháng hay là tái đàn thời điểm này cứ alo giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 20.500 cho mẹ con mã số 8. Xương sóc đứng thẳng gần rất là dài đòn anh chị. Con anh chị sườn xương anh chị xem nè. Cực kỳ to luôn anh chị ơi. Giá chỉ 20.500 nha anh chị. Cô chú anh chị có gì cần đó. Alo giùm em ha. Đây. Rất là to bò. Rất là whip anh chị. 20.500. Quá trời to luôn, lưng vai đều hở hết anh chị. Dàn lưng nữa nè. Rất là bóng bóng như là tha mỡ. Em mới về em không có dám tắm đó anh chị, con mẹ này. Nói chung là mình phân ra là nó lú tiền hết anh chị. Mình bán cái giá tầm chung chung vậy cho anh chị mình mua về mình nuôi sinh sản. Đây, rất là to ha anh chị. Đó, 20.500. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 8 alo giùm em ha anh chị. Con mẹ rất là to ha, khung tàn rất là lớn. Em đứng hết con bò anh chị thấy nó bự cỡ nào anh chị. Tơ đỡ đẻ một lứa đầu một ha anh chị, 9 con đực. 3B kem cực kỳ đẹp luôn. Con mẹ thì 3B, 3B dòng 1. Đẻ ra được 3B kem F2 anh chị, cực kỳ đẹp. Giá tiền chuồng của em là 20.500 cho mã số 8 anh chị. Cô chú thích những mẫu bò mà sinh sản tái đàn lại mình đầu tư những mẫu bò này mình nuôi không bao giờ lỗ anh chị. Con mẹ thì tơ đẻ lứa đầu, con thì nói chung là giá trị nó cũng lú tiền hết anh chị ơi. Cũng tầm khoảng từ 8 triệu trở lên chứ không dưới anh chị. Đây, giá tại chuồng của em là 20.500. Cô chú anh chị nào quan tâm mã số 8 alo giùm em ha. Cái dàn mặt con thấy cực kỳ đẹp anh chị.